Dạ đúng rồi, lần đầu tiên á thì em gặp có một nhóm của ba chị nào em cũng không biết, cái kêu nó bé ơi lại đây chị mua vé số, mua xong một lúc cái một chị kia lại nữa, xong cái lấy hồi cái chị kia lại mua nữa, một lúc một cách nhau một phút mà truyền qua truyền lại cứ thường chảy số em mất hơn nữa Là à. hơn hơn nữa là bao bao nhiêu tờ mà hơn nữa. Khoảng chừng giá chục tờ của em. Sao đây là hai cái giò của cái nghi là lúc này là bị sao cô? Em chết kiếp rồi, cái sao nó rút vô vậy đó. À, Một tháng là nó bệnh nó như hai là lần hồi rồi. hồi lúc trước là không có gì hết cô. Năm mới sinh ra thì không có À, gì nhưng hết mà nói chung nha là cái giò của em trơn. Bệnh quá. như là cái này cũng như là giống như là nó bị có tật hết cô ha. Cái độc đó. À, như là hồi lúc trước là mới sanh ra là không có trường hợp Không này có. ha. Ừ, mà chết Cái kiếp này rồi, chích với là thuốc nhiều quá biến chứng à. biến chứng rồi Ừ. nó không có tăng được chiều cao Dạ. luôn, nó không phát triển Đây được. thì nói chung ra là cao đúng 1m2 luôn đâu em, đứng nha. Sát cho bà nghe. Trời ơi, nó không, nó cha nó bỏ, nó hờ có bầu cái giờ Đó là cao đúng 1m2 luôn. Em em đo chắc ăn 1m2 chưa? À đúng rồi. À 1m2. Thì mến chào cô chú anh chị bạn, ngày hôm qua thì mình có gặp bé Nghi là ở bên mộ con chú Linh, thì hôm nay là mình sẽ đến cái hoàn cảnh của bé Nghi như thế nào. Thì bé Nghi là mình có quay một cái clip là bé Nghi cao 1m2 nhưng là cũng chưa có chồng con, nhưng là cũng nuôi một đứa bé, là đứa bé là không phải con của bé Nghi. Bây giờ là mình cũng đang tới chỗ nhà bé Nghi, bây giờ mời cô chú anh chị bạn theo chân Huy nha. và cô chú và các bạn và anh Vi vô nhà em. Rồi bây giờ mời em đi trước. Dạ đi ngoài ạ. Dạ thì ngày hôm qua thì em cũng có gặp bé Nghi ở bên mộ con chú Linh, thì hôm nay là em đã về tới nhà bé Nghi. Thì như là bé Nghi cho anh hỏi nè, như là từ ngày hôm qua tới giờ em qua bên mộ cậu á, em về ngủ có được không? Dạ cũng đa thức. Thao thức là về với vấn đề mà anh Huy đi tiễn chồng cho em đó hả? Dạ. Rồi như là hôm nay thì anh cũng đến chỗ nhà bé Nghi, như là ở đây là mẹ mẹ của bé Nghi hả? Dạ mẹ em. Dạ cô cho hỏi cô tên gì? Cô tên Thủy, Nguyễn Thị Thủy. Dạ cô Dạ, con ở đâu cô? cô ở Hồng Mai. Dạ như là cái công việc của mình làm như cái gì cô? Cô làm gì? Cô đi mua ve chai và cô lên đây cô bán số. Dạ như là cô lên đây lâu chưa? Cô lên mới nửa tháng. Dạ như là hồi trước kia là mình còn ở dưới quê đó, mình có làm cái công việc gì ngoài cái bán ve chai không cô? Cô làm ve chai. À, như là ve chai rồi lên đây mới không có đi bán ve chai mà đi bán vé số ha. Rồi lên đây không biết chạy xe đi cũng được. Dạ thì như là thì hồi chiều hôm qua thì con cũng có cái hữu duyên là để gặp bé Nghi. Thì bên mộ con năm chú Linh á, thì em thấy như là cái hoàn cảnh của bé Nghi á là có như là một người á cao 1m2. Thì cô cho con hỏi là như là về cái vấn đề mà của bé Nghi đó, hồi đó là như là bị cái chiều cao như hồi nhỏ luôn cho tới bây giờ, hay là có bị bệnh hoạn gì không cô? Dạ thì như là con cũng như là cái chương trình của con. Như là cái chương trình của con thì như là đi quay là tìm những mảnh ghép còn nửa còn lại để gửi đến cho những anh nào mà đã cô đơn để tìm những cái tình yêu đích thực của mình. Thì hôm nay là đến đây thì ngày hôm qua là có duyên với bé Nghi, thì con hỏi bé Nghi á là bé Nghi có muốn là tìm anh nào không? Thì bé Nghi nói là tìm một người mà như là thật lòng yêu thương con bé Nghi, là bé Nghi chịu. Thì như là theo cô nghĩ như là con, nếu mà trên kinh con thì có cái anh nào mà muốn đến với bé Nghi á, thì theo cô nghĩ như thế nào? Cô không muốn có chồng thì sợ ta gặp gẫm nó là nó khổ thêm thôi, muốn sao mà mấy chú giúp đỡ cho nó mua nuôi con vậy thôi, chứ có chồng sợ ta nó người ta nói thật lòng rồi về sau này người ta không có thật lòng rồi tội nghiệp nó. Dạ như là nói chung ra thì cái tình yêu mà cô, như là xuất phát như là thí dụ mình tìm những cái người chồng nào, như là thí dụ bây giờ bé Nghi á là 1m2 thì mình tìm như là cỡ khoảng 1m3 hoặc 1m1 hoặc 1m2 thôi, chứ mình đừng có tìm cao to thì có thể là những anh đó cũng không tin tưởng được. Như là do cái tình yêu mà, cái tình yêu nó xuất phát thì như là dù người ta như thế nào thì mình cũng không có biết trước được. Thì như là nếu mà có ai yêu thương bé Nghi thật lòng thì cứ thật lòng đến với bé Nghi ha. Thì bé Nghi cho anh hỏi nè, hồi sáng á, thì như là anh cũng đến đây vội vã đến đây như là để gặp bé, như là bé đâu em?
Dạ anh thấy em đi học rồi. À học học tới dạ. Mấy giờ về? Dạ có chừng 4 giờ hơn về. À như là 4 giờ hơn về, như là bé học gần đây không em? Dạ học nó về được hả? Dạ. Dạ để em điện cô giáo cái. Rồi rồi để cho chút nữa đi, chút nữa đi, tại vì bây giờ mình đang quay ở đây để cô chú đến, còn bé thì mình quay tập sau cũng được ha. Dạ dạ rồi. Rồi cho anh hỏi là từ sáng giờ như là cái công việc của mình hàng ngày á, em đi bán vé số từ sáng giờ bán được bao nhiêu tờ rồi? Dạ sáng giờ em bán được có mấy chục tờ vậy. Mấy chục tờ hả? Như là lãnh một lần là nhiêu tờ? Dạ em lãnh lần được có 100 mà. À 100 tờ hả? Dạ. Rồi như là cái hôm qua anh em mình gặp bên một con ông chú Linh đó, anh dạ. Tiễn tìm người yêu cho em đó, như là em về em có nói với mẹ cái gì không? Dạ có. Rồi như là phản ứng của mẹ như thế nào? Mẹ nói trời ơi mẹ còn đi lấy chồng gì nữa. Mới có 29 tuổi mà chứ đâu có mà ấy đâu. Mẹ nói mày mà đi lấy chồng gì? Đó là nói sao mày không đi kiếm mấy chú giúp đỡ nặng mày nuôi con mày thôi mày kiếm chồng chi, nó không ở với mày thật lòng mày thêm khổ làm gì? Làm gì? Dạ thì nói chung ra là cứ bây giờ mình cứ quay như vậy đi, ví dụ như là có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào có thương bé Nghi thì cứ giúp đỡ một cái gì, hỗ trợ cái gì thì tụi em sẽ ghi nhận, rồi có gì em sẽ, nếu mà nhận được phần quà nào đó thì em sẽ đến đem trao quà. Còn cái này thì nói chung ra là em làm cái nhịp cầu nối, kết nối yêu thương. Thì như là cũng mong như là thí dụ bé Nghi như là sinh ra thì mình đâu có muốn là mình không có cao như những bạn khác đâu. Mà như là do mình kém may mắn thôi, như là cũng vẫn có quyền đi tìm người yêu được. Như là có anh nào có yêu thương bé Nghi thật lòng thì hãy liên hệ với kênh Quy Đăng TV nha. Thì bây giờ Nghi nè cho anh hỏi, như là bây giờ em như là ngoài hồi bữa đó là anh em mình quay ở bên một cộng đồng Vũ Linh đúng không? Thì như hôm nay là đã về tới nhà em rồi. Em còn còn ngại gì nữa không? Nếu mà không ngại thì em cứ nói về những cái quan điểm của em, như là tiễn tìm người yêu như thế nào, có thể là em sẽ thì nói lại em nha. Đã nói từ đầu, nhưng mà anh nào mà chấp nhận yêu thương em, cái thứ nhất là phải thương em thật lòng, cái thứ hai là phải chấp nhận đứa bé em đang nuôi, phải yêu thương đứa bé em đang nuôi luôn. À, như là đứa bé là không phải là con của em đúng không? Dạ, như đúng là hồi chuyện qua thì bé Nghi cũng có kể. Có kể là bé đó là không phải là con của bé Nghi, mà như là con của một người bạn đó, và con nuôi. Bây giờ đã đi nước ngoài rồi thì nói chung ra là ra nước ngoài thì như là không biết là cái cuộc sống làm có tiền hay không, như là không thấy gửi tiền về. Còn bé Nghi đây á thì thân hình rất là nhỏ nhắn, như là cao có 1m2 thôi, mà đi bán từng tờ giấy số để nuôi bé, như là hy vọng là cấm cái tấm lòng của em rất là chân quý. Thì hôm nay là cũng hồi chuyện qua anh có quay một clip, thì có một anh Ninh là Việt Kiều California thì cũng nói là hôm nay là anh đi đến nhà của em, như coi như thế nào thì anh sẽ gửi cho em là 100 đô. Thì khi nào mà số tiền nó về thì anh sẽ đến để anh trao cho em. Rồi sẵn đó là anh quay hình để gửi cho anh Ninh luôn. Còn với anh Dũng Việt Kiều Pháp thì ảnh cũng gửi tiền về mà anh không biết là số tiền bao nhiêu. Thì khi nào có anh gom lại anh qua đây anh gặp em ha. Như là em có cái lời nào mà cảm ơn đến anh Ninh California với anh Dũng ở Pháp không? Dạ em cảm ơn anh Linh Tây Vinh Nha đã quan tâm đến em. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ cô. Dạ chứ ạ. Anh Dũng Việt Kiều Pháp nữa. Dạ dạ anh Dũng Việt Kiều Pháp cảm ơn ạ rất nhiều ạ. Thì khi nào mà anh đã nhận được cái số tiền đó thì anh sẽ qua anh trao cho em ha. Như là tại vì anh mới gửi thông tin hồi tối thôi, thì có thể là bữa nay hoặc ngày mai có thì lúc đó là anh sẽ dòng lại. Thì như là trong cái như là thế này, như là bé Nghi á thì cao 1m2, nặng cỡ khoảng 29 kg thôi. Như là kế bên là mẹ, như là cô cho em hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi? 5-7 tuổi hả? Như là mới lên đây thôi hả con? À mới lên nửa tháng hả? À lên Nam Mần để bán cái số phụ bé Nghi để nuôi cháu, mà như là không phải là cháu của mình, như là cháu của người khác mà mình vẫn nuôi ha. Mẹ con hôi hút rồi nuôi tiếp nó vậy đó. Dạ, nên là như vậy á, thì cô như là cái đứa cháu đó đó, thì cô thấy như là lên đây với bé Nghi có nửa tháng rồi, như là gặp một đứa cháu đó, cô thấy như là cô thấy có ngoan không? Nó thì nó ngoan rồi đó cô đó. Dạ, như là cô thương bé đó không? Cháu ngoại mà không thương sao được. Cháu ngoại không thương thì để lâu giờ con mà mình nuôi mình chấp nhận nuôi nó nuôi cho tới cùng chứ giữa chừng mà bỏ đâu con ngoan mình cũng dạ. Mình nuôi nó chứ nó đã không cha không mẹ rồi
Dạ, như là còn về bé Nghi, cho anh hỏi bé Nghi nè, như là em bán vé số là được bao nhiêu lâu chưa bé Nghi? Dạ em bán cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Như là trong cái vấn đề mà em đi bán vé số đó, em có gặp cái tình huống gì xảy ra không? Dạ có, cũng bị lấy vé số rồi mất tiền hoài. À, như là cũng như là em hán nhưng mà mất vé số, mất tiền luôn hả? Dạ. như là Người ta không trả như tiền là nữa. như là những cái trường hợp đó, có thể là em kể cho nó rõ ràng hơn chút xíu để sau này là có những ai mà như em á, để người ta cảnh giác được không? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên á thì em gặp có một nhóm của ba chị nào em cũng không biết, có kêu nói bé ơi lại đây chị mua vé số, mua xong một lúc cái một chị kia lại nữa, xong cái lấy hồi cái chị kia lại mua nữa, một lúc một cách nhau 1 phút mà truyền qua truyền lại cuối cùng trả vé số em mất hơn nữa Là rồi. hơn hơn nữa là bao bao nhiêu tờ mà hơn nữa? Chắc cũng khoảng chừng 60 tờ của em. Sáu sáu chục tờ hả? Như Dạ là 60 tờ mất 30 tờ, còn 30 tờ. dạ Tội dạ trả quá. lên 1 phần nữa. À, nên nên là em như là rồi còn cái nào mà để bán vé số gặp trường hợp khác nữa không? Có nhiều khi bán luôn, mấy anh hỏi rồi mua thiếu rồi em cũng chấp nhận bán cho mấy anh luôn á, À. rồi chờ chưa lấy tiền. À, trả đồ đấy. Vậy là cũng cũng như là câu đi mất rồi đó phải Vậy không? là Như là thì anh cũng hy vọng là sau cái clip là anh Huy quay, cái thứ nhất á là để những anh chị nào mà đi bán vé số á, thì như là gặp cái trường hợp như Nghi thì cứ mình cứ cảnh giác cao độ hơn nha. Còn về vấn đề Nghi á, thì anh sẽ quay cái clip này, anh sẽ ghi số điện thoại lên đây. Thì có anh nào mà muốn làm bạn với bé Nghi thì đến với bé Nghi thật lòng, thì lúc đó là cứ điện thoại cho chương trình, thì cái số chương trình lúc nào cũng có ở trên màn hình ha. Như là cô có những cái gì mà về chia sẻ cho những cái anh nào muốn đến chứ bé Nghi không, cô có muốn chia sẻ gì như là sau này có bạn nào muốn đến chứ bé Nghi không? cô thì cô muốn cho nó lấy chồng rồi đó, Là cô là không muốn lấy chồng. cô không muốn cho nó lấy chồng tại vì nó ta bị người ta dụ, cô sợ sau này á như người ta dụ nó rồi người ta bỏ nó thì nó còn khổ cho cô không muốn cho nó lấy chồng, còn nó ấy thích cho nó làm sao thì cô không có biết. À, như là con một khi là đã bị cái tình yêu sét đánh ngang tai rồi, như là con chấp nhận thì bắt buộc mẹ phải chịu thôi. Vậy sao giờ vậy chứ, nó tình thương của nó là mà điều mình ý muốn thì mình đâu có muốn, Dạ, là nó không không à, muốn thì vậy mình cũng nè. phải chịu. Cô cứ an tâm đi, như là những ai mà sau này thì em làm bên nửa mảnh ghép còn lại cho tất cả những anh chị nào mà muốn tìm đến cái tình yêu của mình thì con đều đi ghi hình hết. Như là thí dụ con quay bé Nghi như gì, rồi con cũng phải đến, như là cái anh đó muốn quen với bé Nghi, con cũng đến cái hoàn cảnh anh đó, em con quay y hệt gì, nếu mà được á, thì con sẽ mới làm được mảnh ghép đó, để cho như là em ấy, như là tuy rằng về cái hoàn cảnh của em ấy như là không có được chiều cao may mắn như người khác, mà như là em ấy cũng cần có một cái tình yêu để sau này như là em ấy có lớn tuổi, có bệnh đau gì đó cũng có người lo cho em ấy. Nên là cô thì có thể là đâu có thể nào sống đời với em được, như là mình cũng cái gì đó một tuổi 100 tuổi già mình cũng phải ra đi thôi. Còn như là để em lại thì như là bắt buộc là mình phải tìm cho em một cái người mà để cho em yêu em thật lòng, lo cho em và trong chăm sóc một đứa con sau này của em nữa, mà đứa con nó xin nhắc lại là không phải là con của bé Nghi, chỉ là con của một người bạn thôi. Như là cô nghĩ là từ hồi lúc bé Nghi á có một đứa con như vậy đó cô, thì như là trong lòng cô á như thế nào, như là con phải con Nghi nha, con nuôi như là bé Nghi nhỏ nhắn vậy nè, mà nhận một đứa con để nuôi đó, thì trong lòng cô lúc đó là cô có trách bé Nghi cái gì không? Ta hoàn cảnh nó gì cơ nghiệp rồi nuôi đại giá mà nuôi chứ sao, cái lúc đó cô thì chồng cô bệnh thì cô nuôi nó được 2 tháng rồi nó đi lên đây tới dạ luôn đó. Dạ, như là thường á là bé Nghi lên đây á đi bán như vậy á, cô có lo cho bé Nghi không? Thì cũng lo lắng gì đó, hai mẹ con lên mà cô cũng mới lên đây à, hồi đó giờ nó ở đây nó sống rồi lên nó còn lên. Dạ, sau lúc đó là như là cô cho con hỏi như là về vấn đề bé Nghi á là bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ hay sao cô, hay Từ là nhỏ như là cũng hồi đó sanh ra thì nó cũng đủ ký người ta vậy đó, dạ. rồi nó 1 tháng là nó bệnh nó 2 mấy ngày rồi chích chích ghét rồi cái giò nó rút vậy đó, chứ hồi đó sanh ra nó không có,
Rồi nó rút rồi thêm nó điếc rồi nó không có tăng ký được, rồi nó nhỏ 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 từ từ nó không có phát triển chiều cao người ta được. Dạ, thì một hồi nữa thì em sẽ quay cái bàn giò của bé Nghi như thế nào thì em sẽ quay sau ha. Còn về vấn đề này thì như là hôm nay cô đến cỡ khoảng 15 ngày, cô đến đây nửa tháng rồi, như là về cái vấn đề bé Nghi á, là cô thấy như là trời mưa trời gió đi bán vé số không được á, thì cô thấy như thế nào? Thì thấy con mình cực khổ không gì mà tính tiền vô cho nó vô công ty, mà vô công ty thì người ta chê nó nhỏ, người ta không có nhận. Dạ thì tại vì ngày hôm qua thì em cũng có quay bé Nghi, là nói là bé Nghi như là hỏi về đi như là quét dọn rửa chén được hay không, thì bé Nghi là nói là cái công việc nó làm được, tại vì vô công ty nó làm nó tăng ca nhiều quá, nhưng là cái sức khỏe bé Nghi không có nữa, nên là vô công ty làm mà chắc không được. Nên là sau này nếu mà có anh chị nào mà xem được cái clip này thì như là cũng ở gần ở Bình Dương, thì như là có một cái công việc nào đó như là rửa chén hoặc là quét dọn gì đó thì cứ liên hệ với chương trình để cho bé Nghi làm, có cái công việc làm để kiếm tiền nuôi mẹ với thêm một đứa con nữa. Thì như là bé Nghi có gì chia sẻ không em? Dạ, cũng cảm ơn. Thì em cũng cảm ơn anh Huy. Anh Huy đã quan tâm đến gia đình em. Dạ, em mong cô chú tìm giúp em một công việc làm ổn định. Như là bây giờ cái quan trọng là bây giờ vừa có công việc mà vừa đi tuyển trọng luôn ha, vừa có công việc mà vừa đi tuyển trọng luôn, như là có thí dụ bây giờ mình tuyển trọng có chồng trước thì mình làm sao, hoặc là mình có việc trước thì mình đi làm việc trước mình kiếm chồng sau em ha. Dạ. Còn như là về vấn đề chồng thì anh Huy sẽ bảo đảm với em, anh sẽ tìm một cái anh nào đó như là cái chiều cao bằng cỡ em, không cao hơn em, như thí dụ giờ em 1m2 đúng không, thì tìm cỡ khoảng 1m25 hoặc là 1m1 trở xuống cho thấp thấp hơn em để cho nó tầm xứng với em ha, để sau này anh đó là sẽ đến thật lòng với em đó, như là cỡ khoảng 1m1, dù gì em cũng khoảng 1m2 em cao hơn. Dạ. Rồi thì như là cuối chương trình thì hôm nay thì mình đến đây là mình quay cái về cái hoàn cảnh của bé Nghi, thì như là có một đứa con mà con không phải của em Nghi, và cái nhất là cô đây là 57 tuổi thì cũng hai mẹ con là hành nghề bằng nghề vé số. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào xem được cái clip này, nếu mà có hỗ trợ được cái hoàn cảnh của bé Nghi thì cứ liên hệ với chương trình. Chương trình của em là lúc cái số điện thoại của em lúc nào cũng có trên màn hình hết. Như là khi cuối chương trình thì em và mẹ có cái gì mà gửi đến cho cô chú anh chị các bạn đang xem trong clip của anh Huy không? Thấy hoàn cảnh hai mẹ con bị giúp đỡ thì cô cứ rất là mặt cảm ơn. Rồi còn nào ghi dạ nghe. Em cũng cảm ơn cô chú cộng đồng mẹ đã quan tâm đến gia đình của em ạ. Rồi như là có thì anh cũng xin nhắc lại một lần nữa ha, như là cái anh mà ở An Ninh ở California thì cũng gửi về cho anh là 100 đô, thì khi nào anh nhận được là anh sẽ qua đây anh quay một clip để gửi đến cho cô chú anh chị bạn xem, như là cái đó là tấm lòng của anh Ninh, như là thấy cái hoàn cảnh của em, như là đứa con của em á là không phải là con của em, mà như là em đã như gì mà em còn đi bán vé số để em nhận nuôi một người con của bạn, như là tấm lòng của em á, anh Ninh đụng tới trái tim của anh Ninh và anh Dũng và Kiều Pháp thì đụng tới cái trái tim của hai anh, thì hai anh rất là thương về cái chân quý những gì mà của em đã làm. Như là anh cũng thay mặt anh Ninh và anh Dũng và tất cả các cô chú anh chị các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình của mình. Rồi em cứ em với cô chào khán giả. Dạ, chúc cô chú và mẹ có một buổi sáng an lành, vui vẻ. Rồi cảm ơn em. Dạ con cảm ơn cô.